Xin chào các bạn. Sau video về Big Data và video về cái content marketing, chúng ta sẽ đề cập đến khái niệm đó là người ta hỏi mình khá nhiều. Tức là SEO là chết. Nhiều khi bạn bè mình cứ hay nói miệt mài là mình vẫn làm SEO xéo gì đấy, SEO xéo gì đấy. Khá là khó hiểu. Thực ra là vấn đề là do kiến thức của chúng ta thôi. Ví dụ chúng ta hạn chế nên là vô tình chúng ta đánh giá thấp hay là chúng ta coi thường cái gì đó. Mà mình thấy bản chất những thứ cơ bản nó đều tạo ra một việc là giải quyết bài toán xung đột thứ phức tạp. Thế thôi, bây giờ chúng ta sẽ quay lại khái niệm chính. Đó là SEO là chết. Chúng ta sẽ phân tích một chút. SEO bản chất là dựa vào công cụ tìm kiếm, tức là dựa vào cái yếu tố xếp hạng của công cụ tìm kiếm và đáp ứng các yếu tố xếp hạng đấy. Đấy. Thế vậy thì nếu mà giải dụng SEO chết, thì thằng công cụ tìm kiếm phải chết thì thằng SEO mới chết. Thế vậy thì công cụ tìm kiếm có chết không? Câu hỏi là khá hay. Ok, có những người đang tự hào là chúng ta đang làm truyền thông, có những người gọi là có kiến thức về thông tin tốt, nghiên công nghệ thông tin tốt, hay những người gọi là kinh doanh tốt. Thì SEO là chết, cái công cụ tìm kiếm là chết. Thì chúng ta sẽ để cập nhật một khái niệm này trước để các bạn hiểu hơn. Hệ sinh thái là gì? Ecosystem là gì? Hệ sinh thái của bạn hiểu đơn giản là bạn đang sống trong cuộc sống này, các bạn phải ăn uống ngủ nghỉ, đi học, đi giao tiếp, đi chơi bời bạn gái bạn trai cũng vậy, đó là một cái hệ sinh thái. Từ khi một hệ sinh thái tồn tại thì nó bạn bút cái sinh vật gì vào nó sống được. Thế vấn đề là hệ sinh thái trên mạng là gì? Chúng ta phải trả lời câu hỏi đấy, chúng ta mới quay ngược lại cái câu hỏi đó là SEO chết, công cụ tìm kiếm chết. Thế vậy hệ sinh thái trên mạng tồn tại là gì? Thế vậy giờ thì ví dụ như các bạn có thể sống thiếu như thế nào không? Thứ nhất, mà thôi công cụ tìm kiếm. Bạn sẽ sống thiếu 2004-2009, chắc chắn có thể sống thiếu khi bạn vào cái khác được cũng sao. Người ta không hiểu về cái hệ sinh thái trên mạng. Tất cả hệ sinh thái trên mạng gồm 4 cái, 4 cái nhân tố chính. Một, đó là cái mạng xã hội. Bạn có thể dùng Facebook này, Twitter, LinkedIn như vậy. Còn cái thứ hai, đó là công cụ tìm kiếm. Bạn không dùng Google, bạn dùng Bing, bạn dùng Google. Thứ ba, đó là trang thương mại điện tử. Ví dụ như Việt Nam thì có Mật Giám vân vân, thế giới thì có Amazon vân vân, thật sự là cái đề sau. Và thứ tư là trang thông tin. Thế vậy thì các bạn có thể chứng thiếu cái đấy không? Các bạn có thể chứng thiếu, các bạn dừng tìm kiếm, các bạn dừng giao tiếp, các bạn dừng mua hàng, các bạn dừng đọc thông tin. Các bạn cứ nên, anh tớ nói thật, các bạn cứ nên sao phải đọc sống. Người ta nghiên cứu rằng khi người ta ít giao tiếp vân, người ta dễ bị lẩn thẩn, dễ bị điên. Đấy là yếu tố mạng xã hội. Thế thì cái hệ sinh thái đấy tạo ra con người là sống sót trên mạng như vậy. Chúng ta có công dân số, tỉ thứ số, xếp cái gì cũng số. Hỏi là cái hệ sinh thái có chết được không? Hệ sinh thái chết xong rồi, chết nhái chết thì thế giới thì rất vắng lâu rồi. Bất kỳ một cái, mình không nói bất kỳ một cái như nào cần một hệ sinh thái sống. Mình sẽ nói một quốc gia cần một hệ sinh thái, và quốc gia cần nắm một hệ sinh thái để gọi là để tạo ra trụ cột kinh tế. Có thể ít bạn quan tâm đến vấn đề này nhưng mình sẽ đề cập đến luôn. Đó là Trung Quốc. Trung Quốc đã chiếm một cái hệ sinh thái trên Internet, trên mạng. Từ những người Mỹ. Và Trung Quốc ý thức được vấn đề đấy. Mình đã tạo một lợi thế kinh tế khổng lồ luôn. Các bạn một biết một năm các bạn cống được Facebook bao tiền, một năm Việt Nam cống được bao tiền. Việt Nam cống cùng bộ bao tiền. Mà cái thị trường Việt Nam gọi là rẻ rách nhất có 30 triệu người dùng Internet. Còn Trung Quốc có bao nhiêu? Trung Quốc hơn tỷ dân, các bạn chỉ cần thấy là có 300 triệu người dùng Internet thôi, nó rất khổng lồ. Nó chiếm 1/7 thế giới. Thế giới có 2 tỷ người dùng Internet như vậy. Thế nên chúng ta cần nắm được hệ sinh thái đấy. Và muốn làm chủ Internet ấy, thì phải làm chủ hệ sinh thái đấy. Chúng ta nên đọc một bạn, thằng Trung Quốc đã làm nhỉ? Thằng Trung Quốc đầu tiên Google. Ok, ở Google và Trung Quốc đã bị thằng Bay đu đập. Ok, người ta có thể bảo là nó chính quyền cho các thứ. Chúng con support đương nhiên rồi. Ai muốn mang lại tệ tiền gì? Ai muốn khác vào quốc gia mình lấy tiền ra? Thế thằng Baidu nó lên là như vậy. Nhưng mà cũng phải thừa nhận rằng nếu Baidu không phải là một công cụ tìm kiếm xuất sắc, người ta không dùng nó, người ta sẽ kiểu gì cũng Google. Nhưng mà vấn đề là khi người ta tạo kiếm quân thì Baidu nó cũng trở thành một công cụ tìm kiếm lớn. Nó trong cái top 10 thế giới. Đấy. Thì đầu tiên này nói là cái hệ sinh thái đấy, công cụ đầu tiên của nó là phải là công cụ tìm kiếm. Bất kỳ quốc gia nào cũng vậy. Trung Quốc chúng ta có Baidu đánh bại Google. Thứ hai là Trung Quốc làm gì? Trung Quốc nó về mạnh thương mại điện tử, Amazon, eBay và Trung Quốc bị Taobao, Temu, Alibaba đánh bật ra ngoài luôn.
Jack Ma là thần tượng của mình. Ông ta bảo này, Amazon là con cá mập ở biển lớn, nhưng Alibaba, Taobao các thứ, chúng ta là cá sấu ở sông Trường Giang. Thế thì cá sấu ở sông Trường Giang có thể đánh thắng cá mập ở biển lớn không? Khó chứ. Người ta gọi đó là tính nội địa và tính những cái lợi thế về cái am hiểu thị trường nội địa. Thì có thể đánh bại chứ. Thứ hai là trang thương mại tử tiếp tục nữa, đó là trang thông tin. Trang thông tin thì ở bên Trung Quốc có những trang QQ, những tin rất kinh khủng mà. Thông tin có thể cướp từ đâu không? Trang thông tin chẳng cướp. Nó thật, trang thông tin chẳng cướp vì nó có đối tượng hại của thể tiếng Trung của người ta, thành cả tiếng Trung hơn người ta vào trang Trung Quốc chưa vào trang quốc tế thì người ta vào New York khá thứ. Tiếp tục nữa, đó là một cái mình nghĩ rất quan trọng, đó là mạng xã hội. Trung Quốc có gì? Trung Quốc có sina.com, có weibo.com, có weibo, có sina, sina.com.cn. Đấy, thì các mạng xã hội này nó thiếu một lượng người dùng rất lớn. Người ta không dùng Facebook mấy Trung Quốc, vẫn người ta vẫn không dùng, nhưng mà thị phần có mạng xã hội nhiều hơn. Thì quay lại câu chuyện Việt Nam, hệ sinh thái trên mạng như vậy Việt Nam chiếm bao nhiêu? Thực ra Việt Nam chẳng chiếm được mấy. Nhưng rất là mạng xã hội Việt Nam có ai dùng mấy mạng xã hội kiểu như hồi xưa người ta ra mình chẳng nhớ đâu. Vì nó có đâu mà nhớ. Ít lắm, mạng xã hội Việt Nam so với hai tử đấy không có. Có ít người dùng, dùng Facebook, hai công cụ tìm kiếm. Bây giờ đang có cốc cốc nó khát khao chiếm thị phần của thằng Google ở Việt Nam. Tiếp tục, đó là trang thương mại được mấy ông thật giá thương tinh, trình độ gì mà đủ. Đấy, thế là các bạn thấy này, chợ tốt này, Lazada này, Zalora v.v. chiếm thị phần kinh khủng luôn. Bạn đi đâu cũng chợ tốt thì Lazada còn kém. Vậy thì về mạng thương mại từ Việt Nam cũng to. Trang thông tin, trang thông tin Việt Nam thắng dân trí viên ấy, ghép tình huống vân vân thắng, trang thông tin thắng thì chẳng sao, nó ở mang tính nội địa. Thế thì các bạn hiểu về hệ sinh thái nó. Thế thì cái hệ sinh thái ấy, cái gì chết đâu, làm gì cái gì chết đâu. Các bạn tiêu tốn thời gian trên internet còn nhiều hơn. Đấy, tiêu tốn thời gian internet nhiều hơn việc sửa sống thức này. Các bạn ăn uống ngủ nghỉ để sống. Internet vẫn các bạn đọc thông tin để sống, các bạn vào trên mạng xã hội tương tác bạn bè sống, các bạn lên website mua hàng sống, các bạn vào tìm kiếm để trong rồi kiến thức. Đấy là bốn cái trụ cột hệ sinh thái trên internet chẳng là chết được, SEO không là chết được. Nên các bạn cứ yên tâm, Facebook ad chẳng là chết được. Chẳng qua bạn không quảng cáo từ một thì bạn cũng quảng cáo những mạng xã hội khác là một tiếng hơn. Có thể là với những người thiện cận hay với những người mà ít tìm thông tin thì mình muốn nói chẳng này SEO này, content marketing này, rồi robot thương kiểu gió người ta nghĩ ra digital marketing vân vân cái ba marketing chả được chết được. Chỉ khi nào có người chết thì nó chết thôi, nhưng còn làm sao mà nó chết được. Nên các bạn cứ yên tâm mấy yêu nghề và nói chung là trở thành một con KPI yêu nghề và dần dần cố gắng học mở rộng ra. Ok, đầu tiên làm SEO hay là content marketing rồi thế nào mà mở rộng ra cái này cái kia của marketing nữa để cho nó phấn khởi lên. Chúng còn yên tâm đi, SEO bao giờ không được chết đâu mà phải lo, chẳng qua là chúng ta đang làm nó như thế nào thôi, chúng ta hiểu nó đóng vai trò như nào trong cái hệ sinh thái chúng ta muốn giữ nó thôi. Đấy, nên chắc chắn là SEO không được chết được, yên tâm.